Xin chào cả nhà đến với kênh Việt Sake Official. Hôm nay mình và nhóm bạn có chuyến cắm trại đêm và khảo sát hòn đảo Cù Lao Mái Nhà tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Chuyến hành trình của chúng mình chỉ vỏn vẹn từ chiều hôm trước đến sáng sớm hôm sau là quay về, nhưng cũng đủ thời gian để trải nghiệm hòn đảo này. Và mình cũng kịp làm một vlog số 42 với tựa đề Khám phá hòn đảo lớn nhất Phú Yên để review cho các bạn xem. Nơi này cách Tuy Hòa khoảng 24 km hướng ra Bắc. Cả nhóm đã di chuyển bằng ô tô và xe máy đến khu vực Bãi Nồm. Nhưng vì sóng lớn nên phải đi bộ băng rừng tầm 200m đến Bãi Bắc để lên tàu ra đảo. Thuyền có thể chở 25 thành viên, nhưng nhóm mình chỉ có 16 người thôi. Như vậy là chuyến hành trình ra đảo bắt đầu. Các thành viên trong đoàn ai cũng hào hứng với vẻ đẹp của thiên nhiên, bỏ lại phía sau lưng ánh hoàng hôn từ đất liền quê nhà. Lên đên trên biển khoảng 15 phút, trước mặt mình và cả nhóm là một hòn đảo xanh rì với bãi cát dài, trông như mái nhà của ngôi nhà. Có lẽ vậy nên nó có tên gọi là Cù Lao Mái Nhà. Thuyền cập bến, các thành viên trong đoàn khung bê hành lý di chuyển xuống đảo. Hòn đảo này khá hoang sơ, chỉ có 1 đến 2 căn nhà, người dân dựng lên để làm biển và bán đồ cho khách. Vô tình chúng tôi thấy một ngư dân bắt được mấy con nhum và chúng tôi đã biến nó thành một nồi cháo cho cả buổi tối. Bãi biển Cù Lao Mái Nhà có mặt bằng tương đối rộng để nhóm chúng mình có thể bố trí nơi ăn ngủ qua đêm. Các thành viên bắt đầu dựng lều và đi kiếm củi. Và có một thành viên được cả nhóm chọn làm đầu bếp vì nấu ăn khá ngon. Cậu ta làm gì với trái dừa thế nhỉ? Phải chăng đây là món gà hấp nước dừa? Một số thành viên thì đi bắt ốc, bắt nhum và chiến lợi phẩm cũng đã có. Mặt trời cũng đã xuống núi, màn đêm cũng hiện dần trên đảo và buổi tối của cả nhóm cũng bắt đầu. Nhìn về hướng đất liền, không nghĩ rằng đây là khoảng cách của biển, mà cứ ngỡ như một cánh đồng dài. Vì gần biển mà chẳng nghe tiếng sóng, chỉ có tiếng hát, tiếng ca, tiếng cười rộn rã của cả nhóm. Đêm hôm qua vui chơi tưng bừng đến 1 giờ sáng, nhưng tới 5 giờ thì cả nhóm cũng đã thức giấc và bắt đầu hành trình khám phá phía đông của đảo, nói đúng hơn là ngắm bình minh trên Cù Lao Mái Nhà. Xuyên qua cánh rừng về hướng đông bắc khoảng tầm 700m, chúng tôi khá ngỡ ngàng trước cảnh sắc trên hòn đảo. Trước mặt là một bãi đá khổng lồ với nhiều hình dạng khác nhau. Và lúc này mặt trời cũng vừa kịp lên, mình và các bạn vô cùng thích thú trước hình ảnh này. Thank you.
Hệ thống thực vật trên đảo khá phong phú, có cả gai bằng chải, cây chà là, cây dua dĩ được vào mùa chín và cả cây dứa biển. Chúng mình tranh thủ quay lại khu vực lều trại, thu dọn và chờ tàu 7 giờ vào đất liền mà nhóm mình đã đặt trước. Như vậy là thuyền đã cập bến để đón chúng tôi vào đất liền, kết thúc một chuyến hành trình đầy thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi review của mình lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo nhé.